phim á, thì nàng công chúa tóc xù không được quyết định về cuộc hôn nhân của mình là do mẹ sắp đặt. Nhưng mà hôm nay em đến đây thì em muốn cái tình yêu của em là do chính tay của em là người chọn. Em chọn bằng cách chọn bằng cách triệt hạ bắn vào giữa trán. Tại vì mắt của em cũng hơi cận á, cho nên là hơi cận. Hơi cận à? Chỉ là hơi cận. Giữa trán là được, cứ nhắm thẳng vào trán mà. Lệch qua con mắt cũng được không sao hết. Hai bây giờ bọn anh xếp hàng rồi cho em bắn nhá. Vừa anh không vừa đâu. Nào anh em đứng lên xếp hàng cho em bắn cho nó dễ. Trời em bắn anh này thì bắn thẳng vào ngực này. À, đứng bằng nhau đi, đứng lên bậc bằng nhau đi. Anh nghĩ là nó sẽ xuyên thấu vào luôn á. Ui, gần như này thì không chào mời thôi, chào mời thôi. Em rồi bắn anh cũng được. Em vẽ là nhà đó thì thường nó sẽ có màu gì ta? Ví dụ màu hạnh phúc tình yêu được không? Ôi, cái hình ảnh nó lãng mạn giữa trời Đà Lạt có một đôi trẻ. Đôi trẻ vẽ henna tô bún bò với nhau. Em nói giùm cái lời của Vy Dương. Tại sao mọi người không nghĩ là em? Vy Dương có nói là sau cái màn tỏ tình này nếu mà về cùng với nhau thì hứa sẽ tẩy tóc đỏ cùng với bạn ấy nữa. Sao những cái hình ảnh này em đã thấy ở đâu rồi thì phải? Trung Huy, người quen của em. Em biết anh đúng không? Dạ có, em có biết. Người quen thật á? Nào anh em đưa lên thôi. Ôi hoàng tử, ôi chàng hoàng tử, tha thứ Chúa tôi đã bị chung lời nguyện. Xem số ra nhá. Đây, được, xin mời. Ở đây, bắt mặt. Thôi anh em về. Cái gì? Sao cơ? Run. Nhắm dịch được không? Cái gì vậy? Trong phim thì nàng công chúa cũng có ba người em sinh ba. Lát nữa thì em cũng sẽ có việc cần nhờ tới ba người em của em. Vậy em sẽ xin mời anh Hải Đăng, anh Đức với lại anh Duy Lân. Lát nữa sẽ làm ba người em của em. Ok, sẽ có việc cần nhờ. Em hiểu rồi chị ạ. Sẵn lòng công chúa ơi. Luôn sẵn lòng công chúa ơi. Anh có bất ngờ không? Anh có bất ngờ. Dạ, hồi nãy lúc mà em lên á, anh thấy em rất là quen. Anh có hỏi em thì mình có kết bạn Facebook nhau thì em xác nhận là có. Là có đúng không? Anh đã thấy hình ảnh của em trên Facebook rồi. Anh có nghĩ hôm nay em tới đây là vì anh không? Anh có đoán ra được không? Thật ra là anh cũng có nghĩ tới. Nhưng mà cũng không chắc chắn lắm. Tại vì có thể là em cũng có kết bạn Facebook với mấy bạn dưới đây. Trong cái tài lâu đài này nó còn nhiều bất ngờ khác hơn cho anh nữa. Thì anh sẵn sàng đi vô với em chưa? Ok, anh sẵn sàng. Ngày hôm nay em đến là vì một chàng trai hình như là người gần quen chứ không phải là thân nữa. Chàng trai này rất là hay thả tim story em. Hả? Thả tim the story em. Thả tim the story em. Ai đã thả tim? Nhắn đi để tìm em ra. Em cũng không có kết bạn với ai. Ai là
là sói trong bốn người là ai? Ai đang diễn sâu vậy? Em mời mọi người hướng mắt lên. Bé kìa tôi. Bé kìa, bé kìa. Từ tâm. Thêm màn hình kìa. Lực bé kìa. Ok ok ok, tiếp tục đi em. Em mời anh chị hướng mắt lên ạ. Sao bây giờ mọi người cứ diễn đi. Bây giờ anh xem các em của anh nào. Anh Huy đúng không? Anh đúng không? Không, anh là anh tự tin rồi. Đến khúc này là anh rất tự tin rồi. Em nhớ là Đức Ứng không bao giờ thả cảm xúc vô story cả. Tôi cũng vậy luôn. Tôi không bao giờ thả cảm xúc vô story ai luôn. Ai đấy, ai đấy? Vậy là có hai người thôi. Ơi, em nghe anh Huy lắm nha. Em có khi nào Huy không thả không nhớ. Em Huy người ta thả. Thả tim. Chết rồi, quản lý thả hộ rồi. Oh no. Ê, thầy giáo tự nhiên nép nép. À không, tại vì là mọi người cứ nghĩ là anh. Nhưng mà anh đi đoạn này anh biết là không phải là anh rồi. Anh đây ngồi ở đây cho nó đỡ ấy thôi. Thả tim ủng hộ anh, mà có sao đâu. Anh oan ức rồi. Chỗ nào sáng đèn là chỗ đấy là bên người đấy thôi. Kiểu mình thích cái hình nó đẹp quá, mình thả tim thôi. Đúng. Ai đó. Ai thì tự giác khai ra đi. Em nói luôn là ai đi để đau đầu quá. Dạ. Đừng bắt bọn anh. Nhưng mà trước khi nói anh có thể hỏi không? Huy. Nguyên, anh hỏi một chút tại sao em cứ nhìn anh thế? Tại vì em thấy anh nhìn em bằng cái ánh mắt rất là thiện cảm luôn á. Anh động viên, anh tiếp thêm sức mạnh cho em thôi. Okay. Anh rất tin vào em. Cảm ơn. Yeah. Trung Huy đúng không em? Dạ rồi, sau đây là em sẽ công bố kết quả cho mọi người xem luôn nha. Ok. Sao mà anh nhìn em ra? Này, cậu là đi thả tim giả hay thả tim giả? Anh đi thả tim giả. Ê, này,